báo cho tất cả mọi người đã đến với kênh của em nha. Lại là em đây, hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả chị em mình về cái sản phẩm kem dưỡng trắng da ngừa mụn màu thâm của công ty Miden nha chị em mình ơi. Một hộp như thế này là 130.000 và 12g nha chị em mình, hàng chính hãng công ty Miden luôn. Như da chị em nào mà bị thâm mụn nè, mà mình muốn vừa dưỡng trắng mà vừa giảm mụn luôn thì mình sử dụng cái sản phẩm này nha chị em mình. Cái chất kem bên trong là chất kem nén, nhưng mà khi thoa lên da thì nó sẽ không thấy qua kem, cho nên chị em mình cứ yên tâm nha. Và cái mùi hương rất là nhẹ dịu và dễ chịu luôn nha chị em mình. Nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, sữa non, sữa tươi và vitamin E, vitamin B3 nha chị em mình ơi. Và hàng luôn có sẵn tại shop em, mọi người mua hàng thì liên hệ với em qua Zalo hoặc là số điện thoại của em nha. Zalo của em là 0923573008 nha chị em mình ơi. Và hàng luôn có sẵn tại shop em.